Mời các bạn tiếp tục quay trở lại với cuốn hồi ký Chuyện ở rừng của cựu chiến binh Đức Thảo. Sau gần một tuần tạm ngừng phát sóng để dành chỗ cho cuốn hồi ký Chiến trường mới. Ở tập này mời các bạn đón nghe hồi ức của tác giả về chiến dịch C-82 của Sư đoàn 5 tổ chức đánh vào căn cứ địch ở khu vực Nam Sấp diễn ra vào khoảng tháng 12 trước Tết Dương Lịch năm 1981 đến sang đầu năm 1982. Anh em lính 1981 bắt đầu thích nghi với cuộc sống và công tác tác chiến như lớp lính 1980 chúng tôi với điều kiện cọ sát thường xuyên trong mọi hoạt động của đơn vị hàng ngày. Mặc dù những bài học và những lần rút kinh nghiệm phải trả giá bằng nhiều sự thương vong đơn vị cũng căn cứ vào khả năng tác chiến và cơ động của mình để liên tiếp tổ chức những đợt hoạt động phục kích và cơ động phản kích có hiệu quả khiến lực lượng bọn pol pot phải trả giá cho những hành động quân sự của chúng với tiểu đoàn chúng tôi khá nhiều quyết tâm gắn kết của đơn vị trong mọi hành động tác chiến khiến tâm lý anh em ngày càng bớt đi sự hoang mang dao động nhất là mọi nhận định của ban chỉ huy tiểu đoàn lúc nào cũng chính xác khiến niềm tin của anh em trong đơn vị chúng tôi trở nên tin tưởng và phục tùng tuyệt đối vào các mệnh lệnh của cấp trên anh hai bội tiểu đoàn trưởng vốn là một cán bộ trưởng thành từ người lính mà đi lên trình độ còn rất hạn chế về các mặt văn bản về chỉ huy đơn vị sau khi trải qua một khóa học ngắn hạn ở trường quân chính mặt trận trong vài tháng nói thật là ngay cả bản đồ địa bàn anh còn chưa nắm chắc lắm nhưng bằng kinh nghiệm chiến đấu có thừa của mình cộng với bộ óc phán đoán nhạy bén đích thân anh đã tổ chức những trận đón lõng phục kích địch cũng như cơ động phản kích địch đạt hiệu quả rất cao có những lúc anh chỉ tổ chức cho toàn đơn vị tập trung củng cố hầm hào công sự mà không có một hoạt động bên ngoài nào trong suốt mấy ngày những ngày đó tự nhiên tình hình lại rất yên tĩnh chẳng nghe một hoạt động nào của địch vọng đến rồi sau đó đột nhiên trong một thời gian nhất định anh cho gọi các đại đội trưởng đồng thời lệnh cho các đơn vị kết hợp với nhau nhanh chóng xuất phát đến một tọa độ vị trí nào đó triển khai phục kích là chỉ chừng một giờ sau Ta hút gọn một lực lượng địch Cả gần 20 tên Vào tập kích ta Bộ phận đánh xong vừa về Thì lập tức một bộ phận khác Lại xuất phát đi đón đánh tiếp Và lại đánh tiếp bọn địch Một trận gây thương vong cho chúng khá nặng Đặc biệt là bên ta Gần như an toàn Không có thương vong Những trận đánh thời gian này Đều nghiêng về đại đội 7 và đại đội 5 Xen kẽ vào đó Là sức cơ động phản kích của đơn vị bắt đầu tập trung nhuần nhuyễn và gây cho địch rất nhiều bất ngờ nguyên tắc của hình thức chiến thuật này là anh em phải tuyệt đối tin tưởng và gắn kết với nhau không được bỏ hàng ngũ thậm chí không được thụt lùi sẽ làm cả đội hình bị hoảng loạn dần đến thất bại vận dụng tất cả những kỹ năng cá nhân thể lực và sự tin tưởng vào những đồng đội kề bên cứ bám chắc đội hình vừa đánh vừa hành tiến một cách kiên quyết thì sức mạnh của lực lượng sẽ tăng lên rất nhiều lần trong quá trình vận động tiến công phản kích đó lực lượng tăng viện cứ xuất hiện liên tục dù không nhiều nhưng cũng khiến cho bọn địch hoang mang bề trận rồi bỏ chạy sức ép về lợi thế quân số của địch dần dần bắt đầu không làm cho chúng tôi lo sợ như trước nữa trái lại chúng còn có vẻ hoang mang thật sự ở thời điểm này chúng tôi chỉ biết điều căn bản nhất là đánh địch để tồn tại không cần biết đối tượng tác chiến của đơn vị mình mang phiên hiệu là gì có thể các cấp chỉ huy thì biết nhưng phổ biến hay không cũng chẳng quan trọng gì nhiều tuy nhiên có một điều là anh em vẫn ngầm hiểu với nhau là cứ mỗi lần địch thay một đơn vị khác về để tác chiến với đơn vị chúng tôi thì cách đánh của đơn vị đó sẽ khác hẳn những đơn vị trước đó. Có bọn thì vừa về đã tổ chức đánh kết hợp xung hỏa lực rất lớn, tạo sức ép liên tục theo kiểu ta sợ quá mà bỏ chốt. Có bọn thời gian đầu cho hỏa lực bắn phá tiêu hao, dùng min trái phong tỏa đường cơ động chi viện từ ngoài vào. Một thời gian thì dùng bộ binh áp sát đánh lớn, rất nhiều chiến thuật và cách đánh của bọn địch để đối phó với tiểu đoàn chúng tôi, nhưng bằng quyết tâm của cả đơn vị, chúng tôi vẫn giữ vững được trận địa của mình, mặc dù phải đánh đổi bằng những thương vong khá lớn. Gần về mùa khô, tầm những ngày gần cuối năm 1981, tình hình địch vẫn không có gì thay đổi, chúng càng ngày càng có vẻ lớn mạnh hơn, tiếp tế thường xuyên và hào phóng hơn. Còn phía bên ta bắt đầu có những chuyển biến những người lính chúng tôi không biết gì chỉ lo tập trung đối phó với những thằng địch trực tiếp với mình cũng có những cảm giác gì đó sắp thay đổi lớn khi mà các hoạt động của ta đột ngột cao hơn nhất là các hoạt động trinh sát và bảo vệ trục đường được cái là thời điểm này thời tiết khô giáo địa hình quang đãng dễ quan sát hơn nên nằm ngoài rừng hay trong nhà thì vẫn không vất vả lắm. Khi mặt đất bắt đầu xe khô, những cơn cháy rừng dữ dội quét qua làm cho địa hình rất trống trải, khô khốc và tàn cho bay đầy khiến mặt mày người lính trở nên đen nhẹm. Cả đơn vị chúng tôi được lệnh bung ra tối đa để chống địch áp sát và đảm bảo an toàn cho được tuyến trục lộ trọng điểm từ Mo Hơn ra cầu 20, theo yêu cầu của cấp trên đưa xuống. Trung đoàn điều C19 vào chốt giữ cầu 20 thay cho đại đội 7 rút toàn bộ về mo hơn để đơn vị thuận lợi hơn trong việc tập trung hoạt động. Đơn vị công binh trung đoàn sẽ đảm nhiệm thông suốt cho đoạn đường từ cầu 20 ra đến Cốp và ngược vào đến Dốc. Còn tiểu đoàn chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn thông suốt đoạn đường còn lại, chừng 2 km từ mo hơn trở ra. Lúc này đại đội 5 và đại đội 7 chủ công hoạt động bung ra đánh địch từ xa. Trọng điểm là từ hướng Tây Bắc và chính Bắc hoạt động xuống. Còn đại đội 6 và đại đội 8 thì chịu trách nhiệm đoạn đường. Lực lượng được tăng cường bằng hai tổ, mỗi tổ 6 tay súng. Hai nữa là triển khai sâu vào trong trục lộ chứ không nằm cặp mé rừng như trước đây. Vị trí bố trí trọng điểm là khu vực Hồ Sỏi Đỏ, một địa điểm nằm về hướng Bắc, phía trong trục đường chừng 3 đến 400 mét. Đây là một cái hồ nhân tạo khá lớn, đất được đào đắp lên cao, tạo nên một bờ hồ cao hơn xung quanh chừng 3 mét. Vừa mùa khô nên trong lòng hồ lượng nước còn khá nhiều, tạo thuận lợi cho bộ phận nắm chốt, không phải tải nước. Chỉ có điều nằm chốt ở nơi đây chúng tôi không quan sát theo dõi được gì ngoài trục đường các bộ phận hoạt động bên ngoài vẫn phải làm nhiệm vụ thông đường hàng ngày thì trục lộ mới thông suốt được lúc này được thay quân hay có việc gì đột xuất phải quay về đội hình tiểu đoàn thấy bên trong đội hình vắng hoe bên ngoài chiến hào anh em chia nhau chốt giữ các ngôi nhà rất thừa thớt khiến cho không khí chiều và tối rất buồn mặc dù bung ra hoạt động như vậy nhưng bọn địch vẫn luồn vào tổ chức tập kích thường xuyên hỏa lực từ các căn cứ chúng vẫn bắn phá vào chốt đơn vị chúng tôi liên tục ở bên ngoài các bộ phận hoạt động của chúng tôi nghe tiếng nổ các loại súng địch đánh vào đội hình tiểu đoàn đến nhàm chán chỉ có những buổi chiều tà ngồi một mình ở vị trí cảnh giới nghe tiếng súng nổ y đùng vang dội từ hướng tiểu đoàn chợt thấy lòng rộn lên một nỗi buồn rất mênh mông cảm nhận như anh em bên trong quá đơn độc từ những tình huống như vậy thành thử trong giai đoạn này anh em trong đơn vị chúng tôi còn thích ra rừng nằm hơn là ở trong đơn vị dù cách đơn vị đến vài cây số ra ngoài rừng nằm chốt phục dù quy định rất hạn chế sinh hoạt nhưng dù gì mấy anh em nhìn qua nhìn lại còn thấy mặt nhau Còn có cảm giác anh em đồng đội xung quanh Còn ở trong đội hình đơn vị Mang tiếng là ở nhà Nhưng có khi cả ngày Không có ai để trò chuyện Chiến dịch C82 Theo cách gọi của đơn vị chúng tôi lúc này Đã khởi sự bắt đầu Ở các hướng khác Nên một số đơn vị còn gọi là Chiến dịch C81 Sư đoàn mở mũi tấn công vào Nam Sấp một cao điểm nằm về hướng tây nam mo hơn hay nam cao mê lai các mũi chủ yếu là tập trung bên hướng bà vân tạc cuông cờ rao nên thời điểm này binh lực tập trung về hướng này là rất lớn công binh đang tập trung mở đường làm cầu cho các lực lượng triển khai đánh vào còn hướng mo hơn chúng tôi có vẻ chỉ phòng ngự giữ sườn nên ngoài tiểu đoàn chúng tôi không thấy lực lượng nào tăng cường cho đơn vị. Nhưng thực ra, cặp sát Nam Trục Lộ, các lực lượng công binh bắt đầu ra thông đường và nắm cọc tiêu tạo thành một lối đi tầm khoảng 3 mét cho cơ giới vào khi có chiến dịch. Chủ yếu là sư đoàn lại tiếp tục đưa hai khẩu pháo 105 vào tăng cường. Các tổ phục chúng tôi chỉ biết được điều này khi buổi sáng hôm đó xe kéo hai khẩu pháo vào theo con đường cắm cọc. Bên Nam Lộ, cán phải một quả mìn 652A, làm nổ lốp, bắn ám hiệu cầu cứu. Qua đó chúng tôi ngầm hiểu đang có một sự kiện gì đó rất lớn sắp xảy ra. Qua một thời gian nằm chốt bảo vệ đường, khi tôi về đến đơn vị thì hai khẩu pháo 105 đã xây dựng cơ bản xong trận địa của họ so với những loại hỏa lực đi cùng bộ binh, có cỡ nồng nhỏ và cấu tạo gọn nhẹ như các loại hỏa lực của đại đội chúng tôi, thì khối lượng đào đắp của loại hỏa lực hạng nặng này vất vả hơn rất nhiều. Một trận địa của đơn vị nằm ở khu vực Bắc Trục Lộ, hướng Nam hầm ban chỉ huy tiểu đoàn. Nơi đây khẩu cối 82 mi của đại đội tôi phối thuộc bố trí, lùi về phía sau gần 100 mét, cũng nằm sát phía bắc trục lộ, cách nhà xác tiểu đoàn chừng 30 mét là khẩu thứ hai. Trận địa pháo đặt nơi này chỉ cách giới chiến hạn hào và trục đường ra cầu 20 tầm 30 mét. Nơi từ trước đến giờ do thiếu người nên đơn vị chúng tôi bỏ ngỏ, không bố trí quân. Có nghĩa là nếu lính Pol Pot mà nắm được đặc điểm này, ban đêm chúng chỉ cần đi thẳng trục đường vào đến cây điệp độc lập ngang với chiến hào là có thể dùng B40 bắn thẳng ngay khẩu pháo chỉ trong cự ly hơn 30 mét. Chỉ có điều tính từ lúc bố trí trận địa pháo ở đây, chưa có một trái hỏa lực nào của địch rơi trúng vào phạm vi vài chục mét vuông bao quanh khu nhà xác này, nên nó tự nhiên thành một chỗ an toàn nhất trong đơn vị. Trận địa được xây dựng bằng một vòng tròn không khép kín ở phía sau với đường kính quay được khẩu pháo 105 360 độ có độ dày bằng đất chừng hơn 1 mét và cao cũng ở tầm đó bước đầu nòng pháo quay hết về hướng Tây thẳng hướng trục lộ nơi tiết giáp chiến hào giữa đại đội 5 bên hướng Bắc và đại đội 6 bên hướng Nam càng pháo được bung ra hết cỡ đệm bằng một bó tre to để giảm giật khi bắn trong thời gian này, đại đội chúng tôi có nhiệm vụ giúp đỡ hai khẩu pháo này nên anh em khá thân. Vui nhất là hôm đưa khẩu pháo phía trên vào trận địa. Nhìn như vậy, những loại pháo này khá nặng khi di chuyển. Gần 20 anh em mới đủ sức làm cho khẩu pháo di chuyển được trên một đoạn trục đường. Trong đó có mấy anh em chỉ việc đu nòng để tạo thăng bằng cho hai bánh nhằm kéo đẩy nhẹ hơn. Chúng tôi và anh em ở khẩu đội pháo gần nhà xác rất hay qua lại với nhau vì khoảng cách rất gần. Khi mà trận địa khẩu cối 82 mi bên Nam Trục Lộ và khẩu pháo 105 bên Bắc chỉ cách nhau chưa tầm 20 mét theo đường chim bay. Anh khẩu đội trưởng pháo bên này tên là Trung, quê ở Gò Vấp và một pháo thủ khá thân tên là Chi, nhập ngũ năm 1981, gốc Tây Ninh. Tôi nhớ đặc điểm anh Trung lúc đó là khá trẻ, nhưng đã có gia đình vợ con bên nước rồi. Nghe đâu vợ anh chờ lâu quá nên đã đi bước nữa. Nhưng qua tâm sự thấy anh có vẻ không buồn lắm, kiểu như là phải chấp nhận chuyện như vậy thôi. Còn Chi thì hình như hoàn cảnh cũng bình thường. Đặc điểm của Chi là có một cái răng vàng, nên khi cười miệng nó hay có ánh sáng lấp lánh, trông ngổ ngộ ngộ. Sau này khi về nước, tôi có đi tìm anh Trung và Chi nhưng không gặp. Không ngờ cách đây vài năm, khi tôi đi dự đám cưới của con anh vàng, Lính DKZ82 quê ở Gò Vấp, nhập ngũ năm 1982, khi tôi chuyển qua làm trung đội trưởng thì vô tình được gặp lại anh. Đúng ra là anh nhận ra tôi, khi anh từ xa tiến tới nói: "Tao thấy hai thằng mày nãy giờ, mà giờ tao mới chắc ăn." để đi lại hỏi. Chúng tôi thì ai có việc nấy và làm nhiệm vụ của mình. Nhóm pháo binh thì họ chỉ phối thuộc nên không phải công tác như anh em đơn vị chúng tôi. Thậm chí thời gian đầu dù hướng trục đường phía sau họ bò ngọ, anh em vẫn không tổ chức gác đêm để cảnh giới. Và ngoài ra, nguồn thực phẩm của anh em pháo cũng thiếu thốn như đơn vị chúng tôi. Ở cái vùng đầy rẫy mìn trái và địch tình này, muốn đi cải thiện kiếm cái ăn cũng không phải là chuyện dễ. Tiểu đoàn chúng tôi tham gia chiến dịch C-82 của sư đoàn đánh vào căn cứ địch ở khu vực Nam Sấp là hai đợt tất cả. Đợt một là tầm trước Tết năm 1981, bước qua năm 1982. Tầm trong tháng 12 dương lịch năm 1981, lực lượng tham gia là 60 tay súng, được tăng cường một khẩu pháo DKZ-82Mi của Đại đội Hỏa lực nhiệm vụ là mở một mũi độc lập vừa thăm dò vừa phát triển đánh lên căn cứ địch ở hướng Tây Bắc, nơi đứng chân của tiểu đoàn 1 trước đây. Dùng một lực lượng như vậy để tấn công địch ở một địa bàn khác hoặc ở trong nội địa như chúng tôi hoạt động sau này thì có thể gọi là một lực lượng khá mạnh hay so sánh ngang cấp tiểu đoàn thiếu. Nhưng với lực lượng ở các căn cứ lính Pol Pot khu vực này, đó là một điều mạo hiểm đến không tưởng trước đó trong vài lần tổ chức trinh sát thâm nhập vào căn cứ của chúng từ trong các đám cây cỏ rậm rạp bên trong lính tiểu đoàn chúng tôi đã quan sát được lực lượng địch ở những căn cứ này đông đúc hơn quân số của cả tiểu đoàn chúng tôi gấp nhiều lần chính vì như vậy chúng tôi xuất phát đi đánh địch trong tâm trạng thực sự rất hoang mang di chuyển khá chậm và hay tạm dừng để thăm dò chứ không thể đi theo tốc độ như dự kiến đến khu vực có một hồ nước khá rộng phát hiện nhiều dấu vết và tiếng súng địch đi tuần nổ nhiều lực lượng hoạt động liền dừng lại bố trí đội hình phòng ngự rồi tổ chức trinh sát tiếp lên phía trên cứ trinh sát được một đoạn thì đội hình lại dâng lên một ít khi tiếp cận sát bên bờ này hồ chúng tôi phát hiện ra ở bên kia có nhiều tốc địch đang xuống tắm và lấy nước sinh hoạt. Sau một thời gian dài, kể từ lúc D1 rút bỏ khu vực này, do ta không hoạt động tới nên bọn địch có vẻ rất chủ quan. Vừa tắm, chúng vừa tạt nước, cười đùa vui vẻ, vang dội cả khu vực. Ý định của chỉ huy là tạm thời sẽ tổ chức phòng ngự khi chưa bị lộ, sau đó tiếp tục tổ chức trinh sát tiếp lên cứ địch để xác định vị trí và lực lượng của chúng rồi báo về cho cấp trên nhưng tình hình chỉ duy trì được khoảng vài tiếng đồng hồ đột ngột có một vài tên lính pốt trong đó có cả bọn nữ nổi hứng rủ nhau đi cặp mé hồ sang phía bên này gần vị trí đội hình của tiểu đoàn chúng ở sâu phía bên dưới tắm táp cười đùa khiến đội hình chúng tôi phải lui vào một chút để tránh bị lộ nhưng một số vị trí của ta vẫn nằm sát khu vực của chúng Ngay phía trên cách chừng vài mét bởi độ cao Khẩu DKZ-82 được điều lên sẵn sàng nổ súng chiến đấu Tất cả các vị trí còn lại cũng súng đạn sẵn sàng Tốp lính Pol Pot ngày càng có vẻ đú đẩn về hướng chúng tôi Đến một lúc chỉ cần thêm vài mét nữa là phát hiện đội hình thì trinh sát buộc lòng phải tung liệu đạn. Chỉ cần rút chốt, đưa tay về hướng chúng, thả ra là quả liệu đạn đã rơi xuống ngay trên đỉnh đầu bọn chúng. Sau tiếng nổ ầm của liệu đạn, giữa lúc khói liệu đạn nổ chưa kịp tan, thì khẩu DKZ-82 mi bố trí gần đó cũng phát hỏa bắn về hướng bên kia bờ hồ. Lại một tiếng ùng, một chớp lửa bao trùm lên tốp địch đang tắm ở bên đó. Lũ bị thương nháo nhào la hét Rất hỗn loạn Lúc này các cơ sở súng bộ binh của ta Mới đồng loạt nổ dồn dập Về hướng cứ địch Đồng thời một bộ phận phía trước Bắt đầu tổ chức xung phong Xuống lòng hồ bên này Tiếc là tốp địch này chỉ đi tắm Nên ta không thu được vũ khí Trang bị gì Có vài anh em tranh thủ lượm được Vài cây lược Và một số vật dụng còn thơm phức Mùi xà bông của Thái Lan Giữa lúc địa hình khu vực đang hỗn loạn và khói đạn mịt mù Thì hòa lực địch từ trong căn cứ chúng gần đó bắt đầu phản ứng Đầu tiên là tiếng đầu nòng của cối 120 Nổ liên tục Chừng vài giây sau thì tiếng rít rồi ầm ầm Lửa khói bắt đầu bao bọc lấy đội hình tiểu đoàn Dù là đã dự kiến từ trước Nhưng chúng tôi vẫn không ngờ Bọn địch phản ứng quá nhanh và mức độ lại mạnh đến như vậy. Loại hỏa lực này từ lúc tiếng đầu nòng, tiếng rơi rít và tiếng nổ cộng với tiếng phạt cây của mảnh nổ gây áp lực tâm lý tương đối mạnh. Chưa hết, chừng vài phút sau, lẫn trong các tiếng nổ đã nghe tiếng thổi còi và tiếng hô chô chô của bọn chi viện từ trong căn cứ ra la hét xung quanh thật dữ dội. Chỉ huy liền ra lệnh cho các bộ phận nhanh chóng rút theo phương án đã triển khai trước đó. Trong tình huống cực kỳ khó khăn này, tất cả các bộ phận vẫn bình tĩnh theo tứ tự rút lui về đến căn cứ an toàn. Chỉ tiếc là thuận liên lạc tiểu đoàn trong quá trình vận động truyền đạt lệnh rút lui khi quay về vị trí chỉ huy đã bị thất lạc khỏi đội hình. Cả tuần sau, Thuận mới tìm cách về đến đơn vị, nhưng rui rủi lại vướng mìn nên bị hy sinh. Ngoài ra, trong thời gian này có hai sự kiện mất mát thật đáng tiếc và rất đáng buồn xảy ra với đội hình tiểu đoàn ở nhà. Đó là sự hy sinh rất đáng tiếc của anh Mạnh, cán bộ trung đội và Tèo, lính nhập ngũ năm 1980, quê ở Long An của đại đội 6. Và đau nhất là trận bị địch phục kích của đại đội 8 hỏa lực trên trục lộ từ Mo hơn ra cầu 20. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào các chương trình tiếp theo.